Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý máy bị lỗi. Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý máy bị lỗi là bị treo luôn. Bị treo táo luôn máy chứ quay liên tục không ngừng. Các bạn thấy là máy đang bị lỗi tình trạng như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành như sau các bạn. Máy có bị lỗi như thế này liên tục. Đây là do quá trình các bạn khôi phục lại máy nó bị treo ấy. Là các bạn bị trong quá trình giá bách các bạn hay máy hay bị lỗi như thế này. Giá bách chúng ta cài đặt gốc máy sẽ bị lỗi như thế này. Tất cả các dòng iPhone khi giá bách nó sẽ bị treo như thế này. Một là treo táo, hai là bị treo khởi động như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành tắt máy. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý như sau. Chúng ta sẽ cắm cáp vào máy tính. Cắm cáp đầu này vào máy tính. Bây giờ trên điện thoại chúng ta sẽ làm như sau. Trên điện thoại đây là các bạn xem nó sẽ như thế này. Đấy, nó sẽ cứ treo như này. Bây giờ chúng ta sẽ cắn nhấn phím nguồn và nhấn phím home trong vòng 15 giây. Bây giờ chúng ta vẫn giữ phím home. Đấy, bây giờ khởi động lại chúng ta sẽ xem nó có bị treo táo không. Nếu mà bị treo táo chúng ta cần phải reset lại hệ thống. Bây giờ mình cũng xin lưu ý với các bạn, các bạn nhấn trên lên trang chủ của Google là trên trang chủ của các bạn nhấn phím que, nhấn chữ V kép phím que iPhone, các bạn nhấn enter. Bây giờ chúng ta chờ máy khởi động nha, máy chắc chắn là bị treo cáo táo 100% rồi. Và chúng ta bây giờ trên Google chúng ta sẽ nhấn như thế này. Đấy, chúng ta sẽ nhấn là firmware iPhone. Trên này chúng ta sẽ vào cái trang chủ firmware này. Có nhiều trang chủ where to download iPhone firmware file from file. Chúng ta sẽ vào trang này để download firmware về install lại hệ thống. Bây giờ mình đang sử dụng iPhone 4 thì các bạn có thể cài các phiên bản tùy máy của mình. Ví dụ bây giờ phiên bản 4, 4S, 5 thì các bạn có thể cài phiên bản khác nhau. Đấy, các bạn có thể download về các phiên bản khác nhau. Ví dụ iPhone 4 đang sử dụng phiên bản 6 chẳng hạn. Đấy, ví dụ đang sử dụng phiên bản 6 thì các bạn có thể download phiên bản 6 về chạy cũng ok. Đấy. Các bạn download về, các bạn download vào trực tiếp ở trong IDM thì các bạn có thể chạy ok luôn. Các bạn cắm download xong rồi các bạn cắm cáp vào máy tính nó sẽ hiển thị và sẽ bật lên. Các bạn nhớ đợi máy nhận các driver. Nhận driver xong các bạn bật iTunes lên hoặc là iTunes nó sẽ tự động chạy. Alo. Alo. Các bạn bật iTunes lên.
ứng dụng tránh ngầm hay không. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn lít to. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lít to lại hệ thống. Các bạn cần phải có một dây USB để cắm vào máy tính. Đây mình sẽ lít to lại hệ thống nha. Trên cắm cáp vào máy tính, bây giờ trên cắm cáp vào điện thoại, về trên máy tính mình sẽ làm như sau. Các bạn vào iPhone, các bạn nhấn phím Shift trên gương đầu và phím khôi phục. Bây giờ mình sẽ lít to lại như sau, các bạn bấm vào Open. Đây phiên bản, có một phiên bản là nó không hỗ trợ. Đây các bạn Open nó sẽ tự động đầu trích xuất nền. Đấy các bạn, nó đã nhận driver. Các bạn thấy chưa? Trên máy tính nó sẽ nhận driver, software, còn trên iTunes nó sẽ hiển thị như thế này. Các bạn yên tâm là nó không phải là lỗi treo cáp. Nó có một quả đĩa qua, nó là nó không phải là bị treo cáp đâu nhé các bạn. Một số dòng thì nó loát qua, đây nó loát qua quả táo. Đây là trên máy tính nó đã loát hết xong driver. Bây giờ nó sẽ chuẩn bị xác minh và chờ khôi phục. Trên iPhone bây giờ nếu mà nó bị lỗi một, nếu mà lỗi quả đĩa và đĩa iTunes mà hiểu chuyện các cắm cáp thì là nó lại bị lỗi. Nếu mà bị lỗi thì nó lỗi chip bên, nó sẽ bị lỗi như thế này. Còn đây là nó sẽ tiếp tục khôi phục. Các bạn xem cái biểu tượng quả táo, đây là nó đang loát qua cái chip vi xử lý của nó, CPU của nó. Nếu mà loát xong cái này thì chip xử lý ok, còn chip Ray-Ban thì nó đợi quá trình xác minh lên tài khoản Apple ấy. Đây nó sẽ loát qua quả táo. Nếu mà nó bị treo ở đây thì nó là chip nó có vấn đề, đây là nó đang xác minh iPhone. Nếu các bạn nếu mà nó loát không thành công thì các bạn có thể đoán bệnh mà sửa phần cứng luôn ở kia luôn. Đấy, nó bây giờ đang quá trình khôi phục xác minh iPhone đã ok. Các bạn xem ở trên máy tính nó sẽ tiến hành khôi phục như sau. Nó sẽ bắt đầu trích xuất phần mềm vào điện thoại. Các bạn này thấy đến giai đoạn này nó sẽ tiến hành là xác minh lại địa chỉ email. Nó sẽ xác minh lại địa chỉ email. Đấy, đây là nó đang xác minh iPhone. Các bạn xem nó đang xác minh iPhone. Trong quá trình xác minh iPhone này ok thì máy sẽ tự động loát và khởi động lên. Đấy, quá trình khôi phục iPhone chuẩn bị bắt đầu.
Nếu mà nó không bị lỗi gì thì máy sẽ chạy ok. Đấy, đang quá trình khôi phục trong phạm vi iPhone. Đấy, các bạn chuẩn bị khôi phục, đã tiến hành khôi phục phạm vi chương trình. Trên iPhone nó sẽ chạy như thế này. Đấy, nó iPhone sẽ tiến hành khởi động lại các bạn nhé. Máy iPhone đã khởi động lại. Thiết bị iPhone, iPod, iPad sử dụng hệ điều hành 7.1.1, 7.1.2 nó sẽ loát và khởi động lại. Riêng iPhone 4 thì chạy Apple đã khóa từ 7.1.2. Tất cả các thiết bị iPhone 4 sẽ không được nâng cấp lên, chỉ nâng cấp lên 7.1.2. Máy sẽ tiến hành khởi động lại và lát, nếu mà lát CPU bên bên cái này, nếu mà lát qua ok thì nó máy sẽ tiến hành khởi động lại. Máy sẽ khởi động lại và lên giao diện chính.
mình sẽ cân đối đúng cái mảng của nhà mạng của bên mình đang. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành cắm sim vào nếu mà các bạn sử dụng máy lốc ấy. Các bạn chờ mình. Không có thể xin nào được. Đấy các bạn, đây là mình sẽ tiến hành gắn vào. Gắn vào để kích hoạt. Nếu đây mình đã gắn một sim Vinaphone vào. Ok. Nếu mà các bạn sử dụng máy lốc thì đúng cái sim nhà mạng đó mới chạy được. Các bạn yêu cầu là nó phải đúng cái sim nhà mạng mới chạy được. Đây là nó đang chuẩn bị loát, chuẩn bị có dịch vụ rồi. Đây là máy bản quốc tế, bản gốt. Đây mình sẽ tiến hành kích hoạt, có thể mất vài phút. Đây máy đã kích hoạt xong, chứng tỏ máy này là máy quốc tế các bạn ạ. Máy quốc tế. Máy quốc tế chạy không cần sim ghép. À nếu các bạn nếu một số máy dùng nó có nghĩa là nó sử dụng sim ghép ấy thì nó loát lên cũng ok, nhưng mà chạy nó có sóng sánh của nó không ổn định cho mấy. Đây là mật khẩu iCloud các bạn, nếu các bạn tạo thì tạo. Còn nếu các bạn quên mật khẩu iCloud thì cần phải xử lý lại như sau. Mình đã thiết lập qua iPhone thành công. Là iPhone. Đấy, mình đã thiết lập thành công. Các bạn mình sẽ vào xem phiên bản của máy. Phiên bản của máy. Đây là phiên bản nhà mạng Vinaphone. Cung cấp Vinaphone. Phiên bản FBA. Đấy, 7.1.2. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video này hướng dẫn gì to lại iPhone 4 sử dụng hệ điều hành iOS 7.1.2. Sau này sau đó khi hướng dẫn ra bách sau khi hướng dẫn gì to thì sau video này mình sẽ hướng dẫn các bạn ra bách máy sử dụng hệ điều hành các phiên bản iPhone, iPod, iPad sử dụng hệ điều hành iOS 7.1.2. mình sẽ ra bách bằng công cụ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Video này các bạn thấy video bổ ích, các bạn có thể chụp like trên nền tảng mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.